đầu từ Bắc Linh. Ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng các bạn đi trải nghiệm con Honda Brio, một chiếc xe được nhập khẩu từ Indonesia, được nhập khẩu về cái đây khoảng vài tháng thôi. Hiện tại tôi đang ngồi trên chiếc xe Honda Brio bản RS OP1, bản cao cấp nhất của Honda. Hiện tại thì bản Honda Brio RS này OP1 được bán với giá là 452 triệu, chưa bao gồm khuyến mại. Thì trong tháng 7 này thì Honda Bắc Ninh đang có chương trình khuyến mại cho khách hàng khi mua sản phẩm Honda Brio với khuyến mại là 1 năm bảo hiểm thân vỏ và một gói phụ kiện, tùy vào thời gian khách hàng lấy xe. Bên cạnh đó thì hiện tại bên Honda ô tô Bắc Ninh đang có chương trình khuyến mại mua xe tặng xe dành cho khách hàng. Khi khách hàng mua xe tại thời điểm này sẽ được tặng một xe đạp Muro, số lượng thì có hạn với 50 chiếc. Quay lại với sản phẩm Honda Brio thì Honda Brio là một trong những sản phẩm được hứa hẹn là một trong những chiếc xe mà sẽ làm thay đổi quan điểm về một chiếc xe phân khúc hạng A. Đó là không còn là một chiếc xe phân hạng A thông thường nữa, mà sẽ đi theo thiết kế hướng thể thao, năng động, sang trọng hơn, không đi theo hướng của một chiếc xe taxi thông thường. Brio hiện tại đang được Honda thiết kế định hướng với một chiếc xe gia đình sang trọng cỡ nhỏ. Với một chiếc xe cỡ nhỏ thì khách hàng sẽ chủ yếu sử dụng để đi trong đô thị, và hiện tại thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào đường đô thị để trải nghiệm cái cảm giác lái khi mà chúng ta sẽ trải nghiệm cảm giác lái khi chúng ta đi vào một đường đông đúc, đúng không ạ? Xem khả năng xoay sở của Honda Brio như thế nào. Mời quý vị các bạn cùng theo tôi ạ. Hiện tại tôi đang trên đường Kinh Dương Vương để rẽ vào đường quốc lộ 1 cũ của Bắc Linh, một trong những con đường được đánh giá là đông đúc, để chúng ta cùng trải nghiệm. Với một chiếc xe phân khúc cỡ nhỏ thì theo nhà sản xuất công bố thì chiếc Honda Brio này sẽ tiêu thụ nhiên liệu ở mức 5-6 lít xăng 100 cây. Vâng. Thì trên bảng đồng hồ của chúng ta thì hiện tại là chúng ta đang dừng đèn xanh đèn đỏ. Honda Brio thì được phân bố ở Việt Nam với 3 phiên bản. Phiên bản Honda Brio bản G, Honda bản Brio bản RS và RS OP1 đều sử dụng chung động cơ 1.2. Đều sử dụng số tự động CVT. Hộp số CVT là hộp số vô cấp, được trang bị trên hầu như tất cả các dòng xe của Honda. Và ưu điểm của hộp số CVT là việc sang số nhẹ nhàng, không hẫng giật, và khả năng tăng tốc khi mà đạt tốc độ thì rất là tốt. Vâng, chúng tôi đang bắt đầu vào đường một cũ ạ. Thì tôi thấy đường này cũng rất là đông. Khả năng xoay sở của Honda Brio thì tương đối tốt. Vận tốc của chúng ta hiện tại đang là 40 km/h và vòng tua là 1.000 vòng trên phút. Các bạn có thể để ý trên đồng hồ ạ. Honda Brio cũng được tích hợp hệ thống trợ lực lái điện nên là cảm giác lái rất là nhẹ nhàng. Cảm giác lái thì rất là nhạy. Khi là tôi đánh vô lăng đến đâu thì gần như là bánh xe sẽ lăn đến đấy, và rất là chuẩn xác. Đây là một trong những ưu điểm của Honda mà các dòng xe các hãng khác là đang có, đó là cái cảm giác lái. Lái rất là thích, cảm giác lái thể thao. Tôi sẽ rẽ vào đường Ina để lấy không gian rộng, chúng ta thử tăng tốc. Hay là chúng ta lên rẽ ra đường cao tốc nhỉ? Thôi vào Ina cho nó an toàn nhé. Tất cả cuộc lái thử của Honda thì đều mang phải đảm bảo an toàn, thì chúng ta sẽ vào trong khu Ina. Tôi đánh giá rất là cao cái hệ thống bảng điều khiển của Honda Brio, bảng điều khiển rất thể thao, màu sắc thì tương đối nổi bật.
cụm đồng hồ sắc nét dễ nhìn. Các thông số hiển thị cần thiết thì đều được hiển thị trên bảng đồng hồ. Honda Vario thì được trang bị đầy đủ các tính năng về giải trí. Honda Vario được trang bị đầy đủ tính năng về giải trí. Trên Honda Vario bản RS OP1 tôi đang ngồi đây thì được trang bị màn hình Sony 6,8 inch. Màn hình trên bản Honda Vario đang được trang bị màn hình Sony 6,2 inch kết nối Apple CarPlay. Việc kết nối Apple CarPlay là một cái bước đột phá rất là lớn trên sản phẩm Honda Vario phân khúc cỡ nhỏ này. Các bạn có thể kết nối Apple CarPlay, Android Auto để có thể là sử dụng bản đồ. Rất thuận tiện trên quãng đường các bạn đi xa hoặc là trong đường các bạn chưa biết, có thể tìm kiếm bản đồ trên Google Maps. Tôi đánh giá rất cao cái màn hình Soli này. Bên cạnh đó thì dưới cụm màn hình Soli đó là cái hệ thống điều hòa. Thì sau khoảng 10 phút chúng ta ngồi trên chiếc xe này thì tôi thấy cảm nhận là cái hệ thống điều hòa này mặc dù là nó chỉ có một dàn gió thôi, dàn gió trước thôi, nhưng nó mang lại cái độ mát rất là sâu. Và hiện tại thì bên cạnh tôi thì đang một bạn đi cùng đang có loa rồi. Vì nó là chiếc xe phân khúc hạng A nên là hệ thống thiết kế của nó vẫn đi tới cái mục đích cuối cùng, đó là tối thiểu hóa cái chi phí, tối thiểu hóa chi phí cho người sử dụng. Nên là các thiết kế thì trên Brio là đơn giản nhưng mà nó cũng không mang, không kém phần là sang trọng. Hộp số của Honda Brio thì được trang bị là hộp số CVT 7 cấp và có các giải số là giải số tiến, thể thao và giải số chậm để các bạn có thể đi đường neo dốc, thể thao để chúng ta đi giải có thể tăng tốc được khi mà chúng ta đi đường trường. Bên cạnh đó thì các bạn có thể để ý trên bảng đồng hồ của chúng ta có chữ Eco màu xanh. Chữ Eco màu xanh này khi các bạn mà đạp xe đều ga như tôi hiện tại thì nó sẽ chuyển sang màu xanh lá cây, nó báo hiệu cho các bạn là hiện tại đang đi với chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu. Khi tôi thốc ga thì chữ này sẽ mất, các bạn có thể để ý trên bảng đồng hồ đó. Khi mình thốc ga cái thì nó sẽ bị mất ngay, báo hiệu là các bạn đang đi không tiết kiệm nhiên liệu. Rất là hay. Hệ thống cách âm của Honda thì không phải là hoàn hảo nhưng được đánh giá này ở trong phân khúc A là tương đối tốt. Với ưu điểm là thân vỏ nhập khẩu thì tôi cảm nhận thấy là khả năng đi lại của chiếc xe này rất là đầm chắc. Khung vỏ chắc chắn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào đường tăng tốc để chúng ta thử xem khả năng tăng tốc của chiếc xe này khi chúng tôi hiện tại đang trên chiếc xe là 3 người. Chúng ta bắt đầu ạ. Tăng tốc lên ạ. Khả năng tăng tốc lên thì 100 cây thì rất là nhanh. Hệ thống phanh có ABS. Nó cảm nhận được sự phản hồi lại của phanh khi chúng tôi đạp phanh gấp. Trang bị trên Honda Vario thì chúng ta được trang bị hệ thống phanh BA, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp. Và đặc quan trọng nhất đó là hệ thống phanh ABS. Ta thử tăng tốc lên nào. Với một chiếc xe phân khúc hạng A chủ yếu là chạy trong đô thị, tuy mặc dù là chưa có cân bằng điện tử nhưng khả năng cân bằng của chiếc xe này cũng rất là tốt. Honda Vario được trang bị hai túi khí cho tất cả các phiên bản. Hệ thống loa trên bản RS thì được trang bị hệ thống loa 6 loa, còn trên bản G bản thiếu thì trang bị 4 loa. Trang bị tất cả các phiên bản đều là ghế lì,
ghế lì cao cấp Vân 3D. Các bạn có thể sử dụng ghế lì này, hoặc là có thể là khi các bạn sử dụng thì có thể lựa chọn gói phụ kiện của hãng tặng, đó là sử dụng ghế da, cam nùi, cảm biến lùi. Ở góc nhìn của Honda Brio thì tôi thấy đánh giá là góc nhìn rộng, tương đối tốt. Gương chiếu hậu của Honda thì to, cỡ lớn, giúp cho tầm quan sát của các bạn khi đi lại sẽ tốt hơn. Khả năng vận hành của Honda Brio thì tôi đánh giá là tốt, nếu mà trên thang điểm 10 thì khoảng 8. Khả năng vận hành với một chiếc động cơ 1.2 mà đi lại trong đô thị, cách vận hành rất của máy thì rất là êm.